Thưa quý vị và các bạn, ngày 3 tháng 11, các đại biểu Quốc hội đã tiến hành thảo luận dự án luật đất đai sửa đổi và bước vào phiên chất vấn và trả lời chất vấn với sự tham gia của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị. Buổi sáng tại tổ 8, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng cùng với đại biểu các tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Cao Bằng và Lâm Đồng đã thảo luận dự án luật đất đai sửa đổi. Dự thảo luật đất đai sửa đổi gồm 16 chương 245 điều, trong đó giữ nguyên 28 điều, sửa đổi bổ sung 184 điều, bổ sung mới 41 điều và bãi bỏ 8 điều. Dự thảo luật có nhiều chính sách mới quan trọng như quy định cụ thể quyền và trách nhiệm của nhà nước, quyền nghĩa vụ của công dân đối với đất đai, hoàn thiện các quy định về các quyền của người sử dụng đất, về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, về thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư, về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, về cơ chế chính sách tài chính, giá đất, điều tiết quan hệ giữa nhà nước, thị trường, xã hội, về phát triển quỹ đất, thị trường, quyền sử dụng đất. Đó là hoàn thiện cơ chế pháp lý đối với các loại hình bất động sản. Hiện nay trên thị trường bất động sản có các cái sản phẩm bất động sản mới như là condotel, tức là căn hộ khách sạn, hoặc là officetel, tức là văn phòng kết hợp khách sạn, hoặc là shophouse, là nhà phố thương mại, và bất động sản du lịch nghỉ dưỡng tại các cái khu du lịch với tên gọi như là đất ở không hình thành đơn vị ở. Thì dự thảo luật thật ra cũng có đề cập tới, tuy nhiên chưa đầy đủ và mang tính dự báo về vị trí pháp lý các cái loại đất bất động sản mới hình thành này, cũng như quyền sử dụng đất với các loại bất động sản trên. Điều này gây nhiều khó khăn cho công tác quản lý nhà nước cũng như rủi ro pháp lý đối với người dân, và đặc biệt đó là các chủ đầu tư khi tiến hành kinh doanh tại các một số cái loại hình bất động sản trên. Do đó đề xuất là sửa đổi bổ sung cơ chế pháp lý đối với các loại bất động sản như là condotel, officetel, hoặc là shophouse, bất động sản du lịch, bất động sản nghỉ dưỡng nêu trên, cũng như là có hành lang pháp lý để quản lý các loại hình bất động sản mới dự kiến sẽ xuất hiện trên thị trường trong tương lai. Tài khoản 6 điều 68 có quy định về việc là sử dụng đất thích ứng với biến đổi khí hậu. Tuy nhiên thì trong thực tế, cái việc mà triển khai thực hiện của các đơn vị tư vấn thì thường chưa có cụ thể rõ ràng, chưa thật sự quan tâm đến cái vấn đề biến đổi khí hậu tác động đến cái việc sử dụng đất hiện nay. Hiện nay thì trước tác động của biến đổi khí hậu rất là phức tạp, và nó đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sản xuất của người dân. Đặc biệt là gần đây thì trên các kênh thông tin thì các đồng chí cũng đã nắm về tình hình biến đổi khí hậu, nhất là lũ lụt, nước biển dâng, triều cường v.v. thì nó rất là phức tạp. Chính vì thế mà trong hướng tới thì chúng tôi cũng xin đề nghị là cần có những định hướng cụ thể rõ ràng trong cái việc mà đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến việc sử dụng đất, nhằm để có phương án sử dụng hợp lý và hiệu quả nhất. Buổi chiều, các đại biểu bước vào phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Đây là một nội dung quan trọng của kỳ họp. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đã trả lời chất vấn các đại biểu xoay quanh các nội dung biện pháp tăng nguồn cung nhà ở xã hội, làm rõ trách nhiệm, giải pháp nhiều dự án nhà ở khu đô thị xuống cấp tại Hà Nội, giải pháp khắc phục tình trạng hình thức trong việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư. Đề nghị có biện pháp chế tài để các chủ đầu tư thực hiện cam kết trả giấy nhận quyền sử dụng nhà ở, đất ở cho chủ sở hữu nhà ở, đất ở, giải pháp thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản. Ngày mai 4 tháng 11, các đại biểu tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn.